con trai nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Vũ Linh xóa bỏ mâu thuẫn với các em. Những chia sẻ của con trai nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong live stream mới đây, Vũ Linh đã lên tiếng về những ồn ào vừa qua. Nam ca sĩ cho biết sau tất cả, mọi người trong gia đình đã nhìn nhận lại sự việc và xóa bỏ mâu thuẫn với nhau. Qua sự việc này, tôi mong em gái mình sẽ trưởng thành hơn. Tôi cũng muốn xin lỗi mọi người, gia đình của tôi, mọi người thấy đấy, rất đoàn kết, làm gì sai thì phải xin lỗi. Và xác định một điều là tất cả team của tôi, tất cả những người đến vì Hầm Loan là bằng cả tình yêu thương và cả sự yêu thương. Mọi người thấy đó, tên của team là Vì Yêu Thương Mà Tới, thì mình phải thật sự yêu thương đúng nghĩa. Nếu Loan làm cái gì sai, tôi vẫn nói Loan sai để em mình sửa, chứ không phải thương mà mình mù quáng. Tôi mong rằng qua sự việc này em sẽ trưởng thành hơn. Tôi không buồn phiền gì cả. Hôm qua tôi dùng từ đối với Ni là phải uống nửa tám lần, vì Ni là người đại diện pháp luật, đại diện tiếng nói của em thôi. Tôi phải kiểm chứng người đó nói chuyện. Ví dụ tôi có thể bỏ qua không giận em mình, nhưng nói về những người khác, không có người ta mà lôi tên người ta vào cuộc thì phải lập chi bằng, chuyện đó lại khác rồi. Mong mọi người yên tâm, tôi không truy cứu trách nhiệm với Ni, vì Ni là người tôi mang vào gia đình này để bảo vệ Hầm Loan. Trước khi vào tôi cũng đã nói rồi, sẽ rất gian trưng, xảy ra chuyện này kia em chịu nổi không? Ni thì nói ok. Trong lùm xùm đấu tố nhau trên mạng, tôi coi như là trưởng nhóm. Tôi không bao giờ muốn câu chuyện xảy ra. Lần đầu tiên trong team của mình, đầu tiên khi lùm xùm phải nói tới vấn đề Hầm Loan được mọi người chia sẻ, hướng về lẽ phải nên có Hầm Loan hôm nay, tôi mừng lắm. Và tôi luôn nhớ ơn mọi người giúp đỡ Loan. Tôi cũng muốn tất cả là đừng có nóng. Câu chuyện này thật sự tôi không biết, vì thường Loan làm gì cũng hỏi tôi. Nhưng sau này Loan đã trưởng thành rồi, tự nhiên có nhiều người thương. Tự nhiên tôi quý tình thương đó đối với Loan. Sắp tới mừng thọ của má nữa nên muốn có mặt đủ, không muốn lùm xùm. Kể từ sau khi ba mất, Hầm Loan vẫn luôn được các chị em trong gia đình yêu thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với Hồng Phượng, Loan được các con nuôi của cô nghệ sĩ luôn đứng ra bảo vệ, động viên. Mọi người coi nhau như anh chị em ruột thịt trong gia đình.